Thank you.
Thank you.
Chiều nay em cu ai? Ai nói nhỉ? Ai nói là em cu không ăn sườn kho sả nhỉ? Thì em cu nói nè. Bây giờ ăn ngon vậy. Nói, bây giờ lời hứa xong mà bây giờ lại cổ luôn. Con ngồi thẳng lên ăn. Ăn miếng cơm rồi. Ăn qua nhau thịt. Chọc buồn miếng này. Nóng hổi.